Vậy thì hôm nay bác sĩ Dung sẽ hướng dẫn cô bác anh chị sử dụng cái sản phẩm Cucumin hướng đích này nhá. Trong thời gian vừa qua thì bác sĩ Dung đã điều trị cho rất là nhiều cô bác anh chị gặp các vấn đề liên quan đến dạ dày và nó khá là an toàn, lành tính và nó cho cái kết quả rất là tốt. Cái sản phẩm này thì tại sao nó lại tốt? Bởi vì Cucumin ở trong tinh bột nghệ hoặc là trong nghệ thì chúng ta đã biết rồi là nó có nhiều lợi ích đối với cái sức khỏe dạ dày của chúng ta. Nhưng mà cái Cucumin ấy, khi mà đi vào cơ thể của chúng ta thì cơ quan nào nó cũng thích. Đấy, tức là cơ quan nào nó cũng thích, não cũng thích, mọi thứ đều thích. Nhưng thế là sau này các nhà khoa học ấy, người ta phải gắn thêm với cái gốc acid folic hướng đích để hướng thẳng tới dạ dày. Nếu như mà chúng ta uống mà cái nghệ ấy, thì nó chỉ có khoảng 3% cho tới 5% là cucumin thôi. Nên chúng ta phải uống rất rất nhiều nghệ thì chúng ta mới bằng một cái viên mà chúng ta uống như thế này. Nên để mà nói thì cái viên này nó sẽ có hiệu quả nhanh chóng hơn so với chúng ta sử dụng nghệ rất là nhiều lần. Hôm nay thì bác sĩ Dung sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Chắc chắn là trên tay cô bác anh chị cũng đang có cái sản phẩm này rồi đúng không? Thì cái hệ acid folic gắn vào nó sẽ hướng thẳng tới cái dạ dày luôn, để nó giảm bớt những cái triệu chứng đau do viêm dạ dày, đau do trào ngược dạ dày, đau do loét dạ dày, và nó ức chế cái sự hoạt động của con vi khuẩn HP. Và thậm chí là đối với lại những người mà những ông chồng ạ, hoặc là chúng ta có cái công việc ngoại giao, chúng ta phải đi uống rượu tiếp khách, thì trước khi uống thì mọi người cũng có, trước khi mà chúng ta đi công việc như vậy thì chúng ta có thể pha một cái cốc này để uống trước. Đó, thì bây giờ này chúng ta sẽ lấy ra trong cái hộp như thế này. Khi mà chúng ta bóc ra thì nó sẽ có 8 cái típ như thế này. Mỗi cái típ này nó là 10 viên. Trong 10 viên như thế này thì khi mà mình uống hết cái này, hết 10 viên này mình lại mở sang một cái khác, dẫn đến là cái này gần như nó không có chất bảo quản, nên là nó chia típ ra thế này thì khiến cái người sử dụng ấy họ được lợi hơn, là vì là mình có thể để cái này một thời gian rất là lâu. Còn nếu mà mình đã mà bóc ra như thế này, hoặc là những cái loại mà dạng lọ như thế này thì chúng ta sẽ không thể để lâu được đúng không ạ? Nên là tại sao là khi làm dạng típ như thế này nó sẽ rất là tiện dụng và có lợi, tức là chúng ta cứ hết uống hết típ này xong rồi chúng ta lại uống đến típ khác. Thế thì chúng ta sẽ lấy khoảng 100ml nước ấm. Đó, 100ml nước ấm nhá. Nước ấm thì sẽ cho cái hiệu quả nó tốt hơn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ uống trước ăn khoảng 30 phút. Đấy, tức là trước bữa ăn ấy, bởi vì là khi mà ăn ấy thì cái dạ dày nó sẽ sinh ra, và có thể là lúc mà chúng ta ăn mà chúng ta uống thì sẽ giảm bớt hiệu quả đi. Nhưng mà khi mà chúng ta uống trước ăn thì nó giống như một cái lớp tráng ấy. Đấy, nên là trước khi uống rượu tại sao uống nó lại có kết quả. Thế thì chúng ta sẽ lấy khoảng 100ml nước ấm. Sau đó thì chúng ta sẽ thả vào như thế này. Đây, chúng ta cứ thả cái viên và nó sẽ tan như thế này. Và đợi đến bao giờ mà nó tan hết, không còn cái bọt khí nữa, cũng như là không còn những cái vụn của sản phẩm nữa, thì chúng ta sẽ sử dụng nó. Đấy, thì cứ để như thế này, chờ cho nó tan hết. Đây là một sản phẩm mà con của bác sĩ Dung, bé phải điều trị một cái bệnh miễn dịch, và nó khi mà uống cái corticoid kéo dài ấy, thì nó có rất là hại cho cái dạ dày. Thì một ngày bạn ấy sẽ uống khoảng từ 2 đến 3 viên này. Tức là bạn ấy năm nay mới có 5 tuổi thôi, 5 tuổi, 6 tuổi thôi. Nhưng mà năm nay là bắt đầu lên 6 tuổi. Thế thì khi uống cái này thì nó rất là an toàn và lành tính. Nó hoàn toàn là chiết xuất từ cái vùng trồng nghệ mà giàu cucumin nhất Việt Nam. Nên nó rất là lành tính, nó không giống như là khi mà chúng ta uống những cái nhóm thuốc Tây. Uống nhóm thuốc Tây như là omeprazole, lansoprazole hay esomeprazole, những cái nhóm đó thì nó có hiệu quả rất là nhanh, nhưng mà nó có thể khiến cho cái tế bào dạ dày của chúng ta nó bị biến đổi và dẫn đến cái biến chứng không hay sau này. Nên là chúng ta chỉ sử dụng những cái nhóm đó một tháng thôi. Nhưng mà đối với những cái dòng này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kéo dài được. Tức là trong cái đợt tấn công thì bác sĩ Dung sẽ kê cái viên này là khoảng 3 viên. Trong cái giai đoạn duy trì thì có thể mọi người chỉ cần dùng 1 đến 2 viên thôi. Và trong cái giai đoạn mà sau đó nó ổn định rồi, bước vào giai đoạn ổn định mà chúng ta có điều kiện ấy, chúng ta muốn giữ gìn cái dạ dày chúng ta không bị tái phát, thì một ngày cứ uống cho bác sĩ Dung 1 viên. Bởi vì cucumin nó cũng là một cái chất chống oxy hóa rất là tốt. Nó chống oxy hóa tốt nên là nó sẽ làm đẹp da này, nó sẽ giúp các tế bào trẻ hóa tốt hơn, từ đó cái sức khỏe tổng thể của chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Thì tại sao bác sĩ cũng nói đây là một cái loại thuốc mà chúng ta nên có trong tủ thuốc gia đình là vì như thế. Và nếu như trong quá trình sử dụng thì mọi người có bất kỳ câu hỏi và thắc mắc gì, hãy cứ nhắn tin qua Messenger, qua Zalo, bác sĩ Dung sẽ rất là sẵn lòng để tư vấn cho cô bác anh chị. Và còn một cái điều nữa mà mọi người hay băn khoăn, đấy là trong cái sản phẩm này thì nó có vị ngọt. Thì cái vị ngọt của nó là cái vị ngọt do cái cây cỏ ngọt, chứ không phải là do đường. Nên là những người tiểu đường chúng ta vẫn hoàn toàn uống, và đừng có lo lắng vì nó rất là, thật sự nó rất là dễ uống và ngon, trẻ con cũng rất là thích nha mọi người nha.